Mọi người ơi, khi đi đến đây lúc nào cũng vậy, ngay chỗ ngã ba Nhân Trạch lúc nào cũng kẹt đó. Mà nó kẹt đến quả ha. Hai tuần này ngay chỗ rồi mở xi nhan phải vô luôn đi. Chút xíu mình tại giờ mình vô được để mình quẹo phải không? Anh đi đây trước đi, chút xíu vô sau. Rồi khúc này các bạn, cứ đi bằng này đi, chút xíu nữa mình lên, chứ đừng vô sớm quá, vô sớm mới dành xem đà. Cái mở để xi nhan để đó, rồi đi tiếp, đi sát vô công luôn đi, cũng được. Đó, làm quà mình đi còn lẹ hơn mấy anh này luôn. Rồi khi ngã ba Nhân Trạch bị kẹt thì các bạn đi về cao tốc các bạn đi đường nào? Thì ở đây mình đã có làm clip nhiều rồi cho các bạn rồi. Ha, thì mình sẽ đi vô cái đường trong ngay chỗ bò sữa 22. À, bò sữa 22. Đó, chút xíu nữa mình cứ đi đường này thôi, đừng có vô sâu quá. Rồi đi theo xe công lẹ lên, đặt ra nhé. Ok, chút xíu mình xin đường nha, để mình vô nha mọi người ơi. Đó, ok, từ từ thôi, mở xi nhan phải. Đó, chút xíu mình vô. Chờ chút xíu. Ở đây mình có đi đường tắt nha bạn, mình đi đường trong nha. Thấy không? Không đi đường này. Thì hồi nãy mình có chạy lên đó, mình vô xe Liên Phú này thế nào cũng đi vô trong đó. Đó. Bây giờ mình sẽ xin tay, mình sẽ xin tay mình xin vô để mình mới quẹo được, chứ mà ở đây mình đi quẹo đâu được. Hoa Mai cũng đi đường này. Đó, xin trước. Dạ ok mình đi. Nghi vô dần dần. Tốt. Chậm thôi, mình đi đường đó trên chỗ đó. Quẹo phải á. Vô luôn, đi quẹo vô. Đây, đúng rồi, theo xe Thiên Phú nha. Anh lẹ đi Thiên Phú ơi, anh chậm quá. Rồi, rồi, anh lái vô. Rồi, tiếp tục đạp ga. Dứt. Đúng rồi. Ok mọi người ai mà đi bị kẹt ngay chỗ ngã ba Nhân Trạch này thì mình đi đường này nha mọi người. Nha các bạn. Đó, cứ theo xe Thiên Phú mà đi. Nhiều khi có mấy xe chưa biết, có anh em mấy anh em chưa biết, có đường lạ mấy anh em chưa biết, nhiều khi đừng cũng đừng đi theo người ta. Rồi, quẹo trái. Bữa đợt trước có xe Thiên Phú đi đâu đi xuống với hầm chuồng Mỹ Thủy luôn, đi lộn. Gà thắng lại bớt em. Tay đá ở rồi buông thắng. Buông thắng. Rồi đạp gà. Rồi trả lại từ từ. Cái gì vậy? Nó múa rồi. Mình mượn bao nhiêu đường thì mình trả dòng lái, mình mượn bao nhiêu dòng lái thì mình trả lại dòng lái chứ dư rồi. Thấy không? Được khen cho mượn 100 trả 200 nha. Ví dụ mình đánh một vòng thì mình trả lại một vòng, thấy không? Đánh nhanh thì trả nhanh, đánh chậm thì trả chậm, đánh chút xíu nó trả tùm lum hết. Quét đội hình luôn. Rồi ok, cái nào cua nguy hiểm thì mình giảm vậy thôi. Rồi tiếp tục. Ở đây nó lẹ rất nhiều nha các bạn. Bạn nào không biết đường thì các bạn nhớ chú ý nha. Ok tiếp tục. Rồi quẹo phải. Ở đây mà các bạn quẹo trái á, các bạn cũng ra, nhưng mà ra ngay chỗ cái Toyota liếc bên trái, tay dựng đánh. Rồi buông thắng ra. Đánh lái vô. Đó, rồi trả lại, đạp ra lên. Thiên Phú nó quẹo ngay chỗ Toyota rồi. Thiên Phú cho quẹo ngay chỗ Toyota quẹo trái rồi. Rồi mà giờ lên đây nè, mình quẹo trái. Khúc này các bạn nhớ chú ý nha. Các bạn thấy để chứ, để quốc lộ 51, nhưng mà các bạn quẹo quẹo sát với tôn mới được nha, chứ không quẹo lên trên nha. Rồi đó, đi theo anh xe tải đó, thấy không? Đánh lái qua luôn. Nhiều. Đúng rồi. Rồi trả lại lại, đạp ga. Đạp ga. Đạp ga.
mấy anh thông cảm hay sao nha. Rồi lúc này có xe xuống đúng không, rồi đi tiếp. Tại các bạn đi đường kia, các bạn ra ngay chỗ Toyota thôi, các bạn lên đây, các bạn đến ngay ngõ tư luôn, ngõ tư Nhân Trạch luôn, đúng ra ngõ tư Nhân Trạch chứ không phải ngõ ba đâu. Tại cái đường này là cũng là đường quẹo trái, thấy không, quốc lộ 51 đó, thấy không. Kiến cho hậu ngang đầu xe ngay chỗ cái kiến hậu, đánh thất lái là nó qua, thấy không, đụng vào đó. Trời, mượn được, mượn nhà người ta đựng, mượn gốc cây đựng, mượn cái chậu cây của người ta được. Rồi, đó, em đạp ga trả lại. Giờ đạp ga tiếp. Lúc này các bạn đi cuối đường, các bạn quẹo phải thôi nha, là các bạn ra nó sẽ đỡ hơn. Còn nãy mình đi nó giờ nào mà anh em nào đi chen ở trong mới vô xe máy á, thì mới đi lại ở ngoài đó thôi. Còn nếu mà đi đúng lực á, trời, nó lâu lắm các bạn, nó lâu cực kỳ luôn. Chúng quẹo quẹo chữ vậy. Rồi ở đây thường thường nó có cái đèn xanh đèn đỏ, mà không biết này có xe đèn được không. Rồi nó mất đèn rồi. Chút ra mình ra cũng vậy ha, mình chuyển làn ra xong mình nhập làn là mình phải đạp ga nha, chứ không có chậm ha. Yeah. Anh này có thể đi thẳng qua bên kia đường nên phải đợi cái đèn đèn bên kia dần. Còn mình quẹo phải là mình quẹo luôn, thấy không? Nó hơi khó chịu đây, rồi mình đi. Ồ, có đèn thấy không? Dạ, đèn này ngộ rồi ta. Đèn này ảo thì chứ. Nghiêng. Rồi, em đạp ga nhẹ. Rồi, liếc bên trái, đạp ga lên, mở xi nhan trái. Mở xi nhan trái, rồi ngó bên trái, rồi đạp ga tiếp. Đó, đều chân ga, chứ không có chậm. Nhập làn mà nó chậm quá. Rồi, bây giờ tại sao mà nhập làn là các bạn phải đi nhanh? Khi mà chống xe là các bạn phải đi nhanh, phải đạp ga lên. Mấy bạn mà vẫn chậm là các bạn cản trở lưu thông, mới sao ta thắng lại. Giống như cao tốc vậy, nó có một cái đường để cho các bạn nhập làn, là cái đường nó để cho các bạn bắt chớp, để các bạn đi nhanh các bạn mới nhập ra. Thì anh em ở trên làn đường đi chính ấy, người ta phải nhường cho mình để mình nhập làn. Là giống như xe này hồi nãy anh đi làn này nè, anh thấy mình ra là anh chuyển làn qua kia. Nó sẽ thoải mái hơn, lẹ hơn nha các bạn. Rồi em chuyển qua trái. Trong xe tải thì ông đi sai. Thứ nhất, làn đường này không cho phép ông đi trên đây, chỉ cho ông đi hai làn thôi. Ta gọi là người ta canh me canh chua các bạn. Đến dòng xuyến em ôm dòng xuyến lên cao tốc nha. Rồi từ từ, từ từ nhào nhào. Công công này nào ông chen nào ông đi trước mình biết bao nhiêu luôn phải không? Giờ dí theo kịp ổng thấy không? Đúng chưa? Là nhờ mình đi đường chui trong rồi đạp ga lên nhanh qua ổng luôn, chứ không lần chừng nghe nói mấy cuộn này nó hơi nhẹ nhẹ hiệu à. Nó ông 1308 này hồi nãy ông cũng đi qua mình một đoạn khúc rất xa luôn, giờ mất kịp được ha. Đi theo xe trắng đúng giờ, đi theo xe trắng rồi đi tiếp. Ôm dòng xuyến lên cao tốc, chúc mình đi nghe ổng nói sao tao nhớ tao đi qua mày lâu lắm rồi mà sao giờ bắt kịp được vậy. Rồi từ từ cho anh ta qua.
rồi đi thẳng luôn, đi thẳng. Xe người ta đó, người ta quẹo lên, người ta chặn hết đường rồi, cho mình ơi, mình đi luôn chứ tự nhiên mình dừng lại chi. Thấy không? Mới còn hơi lúng túng cho bạn, không sao, từ từ cũng quen à. Tại bạn này lái được ổn, mình đang cho nâng cao rất cao luôn. Nhiều khi sợ bạn tẩu quả chập ma. Nhầm là gì? Sao bạn nào lái tốt được, mình cho giáo án cao hơn nữa, lẹ hơn nữa, xử lý các tình huống khó hơn nữa để cho bạn mau. Nhưng mà khi xử lý tình huống mà hơi bị gối, mình sẽ giảm bớt lại cái giáo án. Lúc này các bạn chú ý đường ba làn nó còn xuống lại hai làn, rồi em cứ đi giữ làn đường mà đi. Bây giờ chút xíu là nhập làn đường, nãy thầy có chỉ ha, rồi em đạp ga lên. Có ông nào sao quen tôi, sao dí tôi bóp kẹt, rồi mở xi nhan trái, đúng rồi, điều chỉnh ga, liếc bên trái có xe không, rồi đạp ga tiếp, có bên trái có xe luôn không, rồi giảm lại, tắt xi nhan, em cứ đi thẳng, đó nó đạp khí thế luôn rồi cậy nó, mình đi một làn thôi. Các bạn yếu là không có chuyển hai làn nha, chuyển hai làn với họ đều cũ, là các bạn phải ngó coi trống nữa các bạn mới chuyển. Rồi có hiện tượng là phán đoán là ở trên ngay chỗ lối ra của cao tốc có sự kẹt nhẹ. Một lối ra ngay chỗ cao tốc cạnh ta một kẹt nhẹ, mình đang cũng gia tốc là 80 nên mình không có vô trong đây. Nếu đúng ra ở đây đường này mà kẹt quá là mình sẽ vô trong, ở trong lối ra là 80 là mình đi song song, nhưng mà trên đây vẫn đi được 80 thì mình đi ở trên đây luôn nha các bạn ha. Các bạn lưu ý đó, bạn ấy tự tin, bạn chuyển làn quan sát tốt rồi đó ha. Các bạn đi bộ túc ta lái thì mình sẽ làm cho các bạn tự tin và xử lý các tình huống, quan sát tốt này nọ, biển báo, và tự tin chuyển làn đường và tự tin đi ga.
đó là cái phương châm của mình là học để biết lái chứ không phải là học là để ngó, thấy không? Cái quan trọng là mình hướng dẫn cho các bạn tự tin rất nhiều. Thì bạn nào đã học với mình là lỡ hiểu đã biết rồi, có hơi có tính phần hơi bạo lực chút xíu, nhưng con cái được con cái là mình đánh nhanh rút gọn chứ không có ém, gọi là ém hoặc là cái gì đó. Mình là thực tế nhiều khi chỉ cho bạn một buổi luôn, nói thầy hết với chị là dụng mà nghỉ chơi với thầy không bổ túc nữa để dây để dành cho mấy bạn khác đỡ bổ túc ta lái. Nhiều khi cái lịch của mình nó hơi hơi bị đông các bạn. Rồi công kiếm làm gì đây, rồi đập gà tiếp đi bón phân bón cây gì nữa. Quan trọng là bạn mấy bạn biết bao nhiêu năm không lái, mấy chục năm không lái, đổi bằng 2 lần, đổi giấy phép lái xe 2 lần đó, rồi bạn mới lấy giấy phép lái xe chưa chưa chạy đát, tâm lý hoảng loạn sợ. Nhưng mà lên với mình các bạn chạy, tâm lý các bạn ổn định là bạn chạy tốt lắm, quan sát tốt nữa, đúng không? Tôi chỉ nhìn gái cái quen là mai mốt nhìn biển giống như mình nhìn gái là lẹ lắm. Nâng cao là các bạn phải mạnh dạn, giờ chỉ là luyện cho các bạn, xong ra đường sau này các bạn chạy ngang giơ tay chào, thấy không? Nó thầy đi đâu rồi đó, giờ em lái tốt rồi, thấy không? Nhưng tôi bổ túc ra lái, nhưng mà tôi vẫn gọi là hỗ trợ cho các bạn. Khi các bạn gặp cái tình huống gì các bạn cứ gọi điện cho tôi, có nhiều bạn gọi điện rất nhiều luôn, kể cả anh 16 chỗ hay là mấy anh xe tải cũng hỏi rất nhiều, kể cả 50 chỗ cũng hỏi mình, cái nào mình biết mình sẽ trả lời, mình hướng dẫn cho các bạn, chỉ cho các bạn. Có nhiều bạn hỏi đường hỏi xá này nọ mình vẫn vô tư mình chỉ, cái nào mình biết mình chỉ nha, cái nào không biết là tôi không biết à. Hoặc là tôi có bạn vui lắm hỏi tuốt trên kia, nó chờ thầy đâu phải là giống như thánh đâu, thầy biết hết chỗ này chỗ kia đường kia thầy chưa có đi, thấy không? Nên các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Đó, cái vấn đề là mình luyện tập cho bạn, các bạn không muốn cứng cáp thì kiếm mình à, vừa bổ túc ta lái vừa đi du ngoạn đi du lịch phối hợp, thấy không? Mình kèm cho bạn phối hợp vừa đi luyện lái vừa du lịch luôn, nhưng mà với điều kiện là trong gia đình nha các bạn. Các bạn đừng có đưa nguyên xe 7 chỗ mà quất 7 người, đúng không? Bên em có 7 người rồi đi đòi đi theo, rồi thầy bỏ đâu, xe tôi có 7 chỗ à. Và thứ hai nữa tôi không có nhận kiểu đó, cái nào cũng vậy, bổ túc ta lái vừa thôi, kèm chẳng hạn gia đình vợ 2 đứa con hoặc là 3 đứa con cái gì đó, thấy không? Hay ba mẹ đi theo này nọ, ok. Còn này kéo nguyên một gia đình lên luôn, lên xe đầy. Với hai nữa là các bạn lái yếu, thấy không? Nhiều khi các bạn lái còn chưa vững nên đã đem theo nhiều người cũng nguy hiểm lắm, mình nói thiệt. Ông bóp kẹt xe đen, biết lý do sao? Ông đang bắt chớp. Mình đi lần này không sao, ông đang bắt chớn chút xíu, ông lên trên cái ông đuối rồi. Ông cong cái bên ông chở ba cuộn tôn à, ông đang bắt chớn lên rồi. Các bạn nhớ lưu ý nha, khi các bạn chạy á, các bạn lên dốc lên xe lên cầu á cao á, các bạn có chớn thì các bạn đi. Các bạn mà đè xe mấy xe tải, anh em xe tải tội nghiệp, mấy anh em ta cần cái chớn. Rồi em đi nha, xe em này mạnh đạp khí thế. Rồi tiếp tục điều ra lên luôn.
mớ đi yếu, kế bên mấy cụ nó yếu bóng vía, coi mấy cái clip cũng rớt xuống cả thằng gì. Làm như làm cái vụ khoảng cách khi các bạn đi một con đường xa nào đó, các bạn cứ lâu lâu các bạn thăm dò cái Google Maps vị trí của mình. Đây nó hơi đỏ nha, hơi đỏ này, ngay đây cũng tạm ổn, hơi cam chứ không phải hơi đỏ, cam cam nha các bạn, cam sạch. Giảm lại, giảm lại, giảm lại, ẩu rồi đã, thấy không, thấy không, thấy không, thấy chưa, ẩu rồi thấy không, à, gọi vợ kẹt vô chổng luôn rồi, bây giờ đánh kiếm đường đánh lái phải lui lại mới sao, rồi buông thắng ra đi, cứ lui lại, rồi dừng lại, đi số tới, rồi coi bên phải bên trái nào trống thì đánh, bên phải nè. Đánh lái qua, bỏ xi nhan đâu. Rồi đánh hết lái qua. Ẩu không à. Rồi trả lại lại. Đi ban y chang luôn, gọi là cái canh cái xe ta ta không dừng rồi đi. Đập ga lên. Đó là câu nào dính đít luôn vô đó đó, dính cái đầu xe vô đó đó. Thứ nhất á, khi cái trạm thu phí không dừng, nhiều khi người ta đang ban nhưng mà nó không mở thì bắt buộc người ta thắng gấp. Mình tuyệt đối là không đu ngay chỗ cái trạm thu phí. Các bạn tuyệt đối nhớ nha. Các bạn có coi một cái clip, ví dụ một cái xe 7 chỗ mà đi lúc nào cũng vậy, đi chốt phí không? Chiếc xe tải á, nó không mở thắng lợi kịch, dính vô chổng luôn, dính cái đầu xe chổng, cực kỳ nguy hiểm luôn. À, nên các bạn nhớ có phải giữ khoảng cách an toàn cho ta. Mới vừa cầm bấm điện thoại xong rồi quay qua là ẩu ẩu nha, trừ 5 điểm, ổ lộ hôm nay trừ 10 điểm mới được, chứ 5 điểm gì, cái này nguy hiểm 20 điểm luôn. Còn 80 điểm nữa đó, còn dễ dớt. Quá tốc độ nó nên tôi trừ cho 1 điểm nữa kìa, thật hành. Trời ơi, tiếp tục. Khẩu kìa, mới về sờ yếu chút xíu mấy bạn, nên nên tại sao là mấy bạn nhắn tin mình không trả lời tin nhắn được là vậy đó. Nào rồi em đập ga lên, nên đã nhiều khi các bạn gọi điện thì tôi vẫn nghe máy được, tôi quan sát được, tôi xử lý được. Tôi vừa mới quay lên thấy ông bàn tới đích rồi, tôi phải đè thắng phụ thêm. Rồi đập ga đi em. Ở đây nó có hai lựa chọn cho các bạn nha. Khi các bạn về đây mà các bạn mở lên Google Maps mà thấy nó hơi kẹt, nó kẹt nhiều quá, nó đỏ ở ga, lối ga giữa cao tốc với Mai Chí Thọ, thì các bạn chuyển qua hướng bên An Phú hoặc là bên Công Phú Mỹ các bạn đi. À, các bạn chuyển qua đi cái đường đó. À, còn bây giờ hiện tại bây giờ cái mình mở bản đồ thì thấy nó vẫn có hơi màu cam hơn, mình vẫn đi thẳng, mình đi thẳng được. Rồi à, anh em ta đang chuyển qua bên về hướng Bình Thái ha. Rồi đập ga lên. À, thấy không, những cái xe này là đang chuyển về hướng Bình Thái, gọi là một là về khu công nghệ cao, hai là các bạn về Phú Mỹ để về lại thành phố Hồ Chí Minh hoặc quận 7. Rồi anh đập ga. À, còn bây giờ mình đi thẳng, lý do nó hiện thì cam thôi, cam thì nó cũng lưu thông ổn đó, nó không có ồn ứ. Rồi đập ga lên.
Còn nếu mà lên đây mà kẹt nữa, kẹt nhiều, mình các bạn thấy kẹt nhiều, các bạn có một cái lối nhỏ nữa đối với diện cái chung cư là phía bên phải, chung cư bên trái phía này là một cái lối nhỏ là các bạn đi vô cái qua cái cầu sắt để các bạn đi. Thì đợt trước mình có làm clip rồi, làm lâu quá rồi mình không đi không được đó. Rồi bây giờ mình đi tiếp, đạp ga tiếp, vẫn là 120. Chừng nào hết gần hết biển giới hạn hoặc là biển hết khu dân cư, hết cao tốc thì nó sẽ còn lại 80. Nói chung là tạm ổn. Mình thấy nó hơi cam thôi, vẫn lưu thông được bình thường thì các bạn đi đường này. Còn bạn nào biết đường thì các bạn sẽ đi đường khác, tùy theo mọi người. Nếu ở Bến Tre, hoặc ở miền Tây thì đi lên cao tốc này mình nên đi về Nguyễn Linh. Về cầu Phú Mỹ đi Nguyễn Linh nó ok hơn. Không khỏi cần đi Võ Văn Kiệt làm gì. Các bạn dưới tỉnh á, các bạn ở dưới miền Tây các bạn lưu ý nha, các bạn đi cầu Phú Mỹ về ok hơn á. Cầu Phú Mỹ xong các bạn đi Nguyễn Linh các bạn đi thẳng đến cao tốc Trung Lương luôn là quá ok rồi. Rồi em đi tiếp 80 của mình đó. Đây là đường nè các bạn thấy không, dù cái đây kẹt quá là chỉ ở trong rồi, vừa mới nói xong qua cầu kẹt. Qua cái cầu này thì nó hơi đông thì ok nha các bạn, được nha, đừng mà nó kẹt tới đây là nguy hiểm á, là chuyển liền. Rồi đây là máy bắn nè, máy bắn này là bắn tốc độ 80 và bắn ngay chỗ sau đuôi mình thôi, mình đi xuống là nó bắn mà đang ngay đổ dốc luôn. Cái máy bắn tốc độ quốc lộ 1A giờ đầy luôn, các bạn chú ý vấn đề này nha, các bạn cứ bill đến tháng gửi đến nhà mệt lắm á. Rồi nói chung là cũng đông đúc như thường, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng phải để tôi đánh giá sản phẩm coi nó cam mà sao nó cũng đông vậy. Nó cam các bạn, cam thôi nha, cam là vẫn hơi bị đông nhưng mà vẫn di chuyển được bình thường với tốc độ tăng là 20 đó hoặc là 30 km/h là quá ok luôn rồi. Thấy không? Còn mấy màu đỏ là khác nha, cái màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu đỏ và màu đỏ bồng là màu đô á, màu đô mới là ghê. Rồi xong nếu mà màu đỏ xong á mà nó có hiện lên mà cộng thêm 10 phút, 20 phút, 30 phút gì đó là mới mệt nữa. Thường thường là cam là nó không hiện cái cộng, đỏ bầm thì nó mới hiện đỏ, cộng vô là dù 5 phút, 10 phút, 20 phút tùy theo. Có đợt hiện lên 20 mấy phút, 30 phút là tôi thấy mệt rồi. Trời ơi buồn ngủ quá. Có đứa nó buồn ngủ mình không dám ngủ. Ngủ là thằng tí đầu đi. Đúng, đánh giá là Google hiện tại giờ là đang cam, các bạn thấy không, cam vẫn lưu thông bình thường 20, 30, 40 luôn, nó lâu nó ngừng lại chút xíu nhưng mà vẫn lưu thông được nha các bạn ha.
nhưng mà vẫn có sự lựa chọn ưu tiên là bên cái nhánh ga Phú Mỹ, nhưng mà cái khúc mà ngay chỗ cái đường hẹp á thì nó hơi đông. Với cái ngay chỗ cầu hầm Chu Mỹ Thủy á, nó cho phép xe ô tô được phép về phải khi đèn đỏ, các bạn thoải mái mà đi. Sợ các bạn không biết các bạn đậu lại hay mới bị kẹt thôi, chứ thực chất là đường đó là đi lưu thông về phải là bình thường. Nha, Đồng Nhân Cống đó nha các bạn ha. Lần trước mình có làm clip rồi. Trời, bên nãy sao không biết đi đường kia ta. Rồi, ok các bạn. Phía bên này trái các bạn là cái công trình người ta đang làm, đó là hầm chui. Hầm chui để sau này các bạn đi cao tốc về các bạn sẽ chui xuống dưới hầm để các bạn đi ra Mai Chí Thọ. Đó, để cho nó không bị kẹt khúc ngay chỗ giữa Mai Chí Thọ và cao tốc này. Hiện tại bên lối bên phải á, là những anh em ta đi về Đồng Nai hoặc là về cầu Sài Gòn. Đi thẳng về cầu Sài Gòn cũng được, còn bây giờ mình đi thẳng lên. À, mình sẽ về hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ các bạn sẽ quay trái. À, ok, mình đi lần giữa. Anh kia qua đi, anh năm muốn qua đi, không qua là mình qua, mọi xe nhanh trái ra đi. Anh không qua theo tôi qua. Ừ, rồi anh qua thì tôi ở dưới, tôi đi chỗ làng của anh. Ok mọi người, thì ở đây thì các bạn sẽ quẹo trái, sau này các bạn sẽ đi hầm nó sẽ hơi bị gối chút xíu, tại vì các bạn lâu ngày các bạn đi ấy, các bạn sẽ thấy ba hồi này ba hồi kia. Nhưng mà tôi đi thường xuyên thì tôi biết lúc nào nó lưu thông hay là gì đó, tôi sẽ quay cho các bạn coi ha. Rồi ở đây các bạn đợi rồi xong cái đi xong các bạn sẽ quẹo. Ở đây thì các bạn quẹo được hai cái cách. Thứ nhất là các bạn sẽ quẹo qua làng chính của mình luôn, là ba làng ô tô. Và thứ hai, các bạn sẽ quẹo vô làng hỗn hợp. Làng hỗn hợp đây, khúc này ngay chỗ Mai Chí Thọ này, nó cho phép được hai làng ô tô, ngay chỗ trường học quốc tế gì nè, cho hai làng ô tô và một làng xe máy. Nhưng mà qua bên kia nó chỉ có cho một làng ô tô và hai làng xe máy nha. Mọi người chú ý nha, nhiều anh em đã bị lẫn lúa ở đây rất nhiều nha. Đường đây lúc nào cũng đông các bạn. Rồi, đạp ga theo. Điều ga đây, điều ga. Nở, ta giãn thì đạp ga lên, mạnh giãn lên. Rồi nghiêng sát qua bên trái luôn. Mở để xe nhanh đó, đúng rồi. Rồi ngó bên trái luôn. Có xe sao còn chen lên đúng không? Đó, thấy không? Ta đi có kinh nghiệm, ta đi sát bên đó thấy không? Rồi đi tiếp. Rồi vừa xe này nó cấp vô nè. Rồi nghiêng qua. Đúng rồi, đạp ga nhẹ. Ở đây mình được 80 ha. Rồi đạp ga mở xi nhan phải vô trong luôn. Vô trong. Các bạn lưu ý nha, các bạn phải khi các bạn lên đường này, các bạn muốn đi Mai Chí Thọ để về hầm Thủ Thiêm, các bạn phải vô trong luôn. Vô trong luôn đi. Vô trong luôn. Để chơi cái hai cái làn đường bên kia là để quẹo để vô Đồng Nhân Cống là vô phà Cắt Lái. Các bạn lưu ý nha, có nhiều bạn đến đây cứ lỡ cỡ ha, không để ý ha. Đó, rồi em đập ra lên. Còn trong kia là làng hỗn hợp, đi hai làng xe máy và một ali, hai làng ô tô và một làng xe máy. Còn qua bên đèn xanh đỏ kia, rồi đập ra theo. Nữa, điều ra lên. Trời ơi, để canh đèn, đợi đèn đỏ nó mới đi không. Ok, ngon lành. Đó, bạo lực lên phải canh đèn nữa chứ. Chứ mà đậu lại nó đèn nó có 80 mấy giây. Đợi nó mệt nữa không. Rồi còn ở làng trong đó thì các bạn muốn chuyển qua làng chính thì các bạn đi trên cái mũi tên thẳng nha. Còn làng này muốn chuyển vô làng hỗn hợp thì cũng đi trên mũi tên thẳng nha mọi người. Rồi bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt an toàn hơn. À, bây giờ ở đây là mấy anh không có bắn, ngồi ở đây bắn rồi. Thường thường ở đây có mấy anh ngồi bắn ngay chỗ này, đông mất tiêu rồi. Ok, rồi tiếp tục thôi.